anh ơi em đang làm sai hay đúng sao em lại thương người ta đến như vậy mỗi lúc ở bên người ta em có cảm giác như được ở bên anh bình yên và thanh thản vô cùng anh cho em biết đi quyết định của em là đúng hay sai <laughs>

em nghe đi em đi ra cửa sổ cho anh nhìn mặt em một chút coi anh đi về đi sương xuống lạnh lắm đó đi về đi không em giận luôn đó tuấn lĩnh em em cũng ngủ sớm đi em hãy vẫn tin nha rồi tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả Đến bắt đầu trước nha Em qua đây gặp anh là để nói nhiều chuyện hôm trước Ở nhà em, đúng không? Dạ Mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của em Có lẽ điều đó làm anh buồn Thật ra em rất ai nấy về điều đó Cuộc gặp gỡ không phải là ý của anh Anh cũng chỉ bị đặt vào thế đã rồi Anh không có giận em Hay là buồn phiền gì cả Trước mình là bạn Thì bây giờ vẫn là bạn Anh hiểu cho em như vậy là em mừng lắm Em chỉ sợ anh nghĩ là Tụi em bày trò trước mặt anh em rất quý mến anh cho nên em sợ là anh sẽ hiểu sai em em yên tâm đi anh không đủ nhạy cảm để nhận biết mọi thứ diễn ra xung quanh mình đâu sau bữa đó mối quan hệ của má con em căng thẳng lắm hả bây giờ má giận tụi em dữ lắm em cũng đang rối không biết phải tính tiếp làm sao nữa tụi em không thể đến với nhau nếu chưa được sự chấp thuận của hai gia đình em thật sự thấy mệt mỏi lắm em định nghe theo tiếng gọi của con tim mình cảm xúc của em sẽ quyết định đúng đắn Nếu em thực sự yêu dụng Và cô ấy cũng vậy Thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm cho hai em Anh thấy sao? Liệu tụi em có làm đúng hay không? Má em cứ nói rằng Tụi em như là đuôi đuổi lệch So như thế nào cũng không thành một đôi được Đó đó Lại quan mang nữa Mất niềm tin vậy Ở trên đời này á Không ai hiểu mình bằng chính mình đâu em à Chỉ có em và Dũng mới biết là mình có hợp nhau hay không có thể thành một đôi hay không cố gắng lên em hạnh phúc là những gì mà cô gái như em đáng được hưởng <laughs> đã qua hai tháng vận dụng chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt tại sao mẹ con cô ấy lại không giảm cân mà lại đồng loạt tăng cân hay là bác sĩ đã cho sai chế độ ăn kiêng à. vào đi giờ anh tính sao đây sao là sao anh đang tính xù tôi đúng không tôi đang suy nghĩ về vấn đề này bây giờ cô cứ việc bàn với cô hoài thương chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây đi à, anh alo sao tới giờ này vẫn chưa ký hợp đồng mà cung cấp sắt thép bên công ty em vậy em anh làm cái gì mà hối tôi dữ vậy để từ từ tôi tính đang rối dữ lắm đây nè để rồi coi anh có bỏ được tôi không con mời má ra ăn cơm con ăn đi má không thấy đói má con xin má má có giận con thì má cũng ra ăn miếng cơm mấy ngày nay má không ăn gì hết rồi cảm ơn con má tự lo cho mình được mà đi ra ngoài đi má má muốn yên tĩnh Mình không thể chịu vậy được. Mình phải có cách gì tách cuộc quệ ra khỏi thằng Dũng. Nè, anh uống nước đi rồi nghỉ ngơi chút xíu. Em dẫn cơm ăn luôn nha. Ủa, công việc công ty làm sao mà em thấy anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? Em à, nếu anh vô dụng làm công ty của em phá sản Em có tha thứ cho anh không? Sao lại tới nông nổi vậy hả anh? Anh nói cho em nghe đi Ngay từ đầu khi tiếp nhận công ty Anh đã biết là mình không thể đảm đương nổi một công việc đặc thù như vậy Anh chỉ có thể quản lý tài chánh thôi Còn chuyên môn về bảo vệ anh có biết gì đâu Thì em cũng biết như vậy Cho nên mới nhờ anh giúp em trong coi tài chánh Còn cậu Quy sẽ lo chuyện chuyên môn mà Thì đó cho nên bây giờ chuyên môn mới làm cho tài chánh cạn kiệt nè Là chuyện gì? Anh nói rõ em nghe đi Hôm qua là ca trực của cô Minh Ở công ty Hoa Phát Công ty này bị cháy Kho và văn phòng của giám đốc Nên giấy tờ, sổ sách tan thành tro bụi hết Do đó bảo hiểm phải đền Mà bảo hiểm á là quy trách nhiệm qua phía công ty bảo vệ Lý do là thiếu trách nhiệm để trái công ty của họ số tiền của họ đưa ra bán công ty của mình trả cô không nổi nữa tại sao chuyện lớn như vậy mà tới bây giờ anh mới nói cho em biết cậu quy và cô minh nói sao tất cả đều có biên bản tường trình để anh đưa cho em coi cậu quy thì nói là đã làm đúng trách nhiệm khi cậu ấy đưa cái bản cho anh ký đồng ý phần ca trực và đã thực hiện đúng cái bản đó còn về cô minh á cô ấy thì không chịu trách nhiệm về năng lực của mọi người vì cô ấy không trực tiếp tuyển dụng mà em là người trực tiếp tuyển dụng cho nên cô ấy quả quyết là mình đã làm đúng trách nhiệm vì trước giờ bị cháy 5 phút cô ấy đã đi tuần qua công ty và không thấy có biểu hiện nào cô ấy còn đưa cho anh cái hình ảnh từ camera ghi được thu lại cái hình ảnh mà cô ấy đi tuần thì đúng thời gian ghi trên file đúng với lời khai của cô ấy theo em nghĩ chuyện này không bình thường theo cách mọi người nghĩ đâu em nghĩ có người khác hại mình hả hay sao mà em nói vậy em cũng không chắc lắm thôi anh vô tắm rồi nghỉ ngơi đi vì gì, gì tới thì sẽ tới thôi đưa em cái file mà cô minh đưa cho anh đi em cần coi lại cho em mượn laptop của anh luôn nha lâu dòng máy rồi. Em mở file lên thì có. Anh đi tắm đây. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh thấy mình vô dụng quá. Làm gì cũng thất bại. Bây giờ còn làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của em nữa. Sao lại nói là của anh hay của em? Tất cả đều là của hai vợ chồng mình gây dựng. Không có anh thì em cũng không có gì. Nếu mà lỡ mất công ty đó, em có buồn không? buồn chứ nhưng buồn để phấn đấu hơn để học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn chứ em quyết không ngừng lại đâu em nói vậy anh cũng cảm thấy yên lòng anh thì sao cũng được anh chỉ thấy lo cho em thôi miễn anh thấy lo cho em nghĩ về em cùng em làm vậy là được rồi ờ em họ gửi thông báo là ba ngày nữa họ sẽ cùng với bảo hiểm qua làm việc cụ thể và quy rõ trách nhiệm vậy ngày mai anh cứ lên công ty làm việc bình thường đi nhớ đừng để lộ sự lo lắng thái quá anh cứ cho triệu tập cuộc họp nếu bất kỳ ai trong công ty hỏi về em thì anh cứ nói là sợ em bị sốc nên chưa nói cho em biết vì còn lại cứ để cho em lo em yên tâm đi ba ngày còn lại là thời gian vàng Em cần nó để tìm hiểu sự việc Sau này rồi anh sẽ biết Phải coi chừng nguy hiểm đó nghe em Miễn anh đừng để mọi người biết là em đã biết chuyện Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Chuyện này anh làm được Anh Tài Chỉ có mệt nhiều không anh Không có mệt nhiều Tâm lý thay đổi Nên nhiều khi cô ấy nhạy cảm như con nít vậy đó <laughs> Chắc anh mệt lắm ha Chắc bị hành dữ lắm phải không Ba con anh đã chuẩn bị tinh thần hết rồi Nên cũng không sao à, Anh Ngồi xuống đây đi Em hỏi chuyện này một cái ừ. <laughs> à, Anh Tài Chị Mai á Chị có nói về chuyện của em nhiều không Thật ra Anh là người đầu tiên Nghĩ em và Huệ sẽ thương nhau Ngay từ lúc Mai giới thiệu Huệ tới chỗ em làm Anh mơ hồ nghĩ đến điều này ủa mà tại sao anh lại nghĩ như vậy vậy? Em có rất nhiều nét giống với thằng Bảo, bạn của anh, nên hai người ở gần với nhau, nảy sinh chuyện tình cảm đó là chuyện sớm muộn thôi. Cả hai người đều thiếu thốn tình cảm, đều có nhu cầu muốn yêu rất lớn, giống như là sinh ra là để dành cho nhau vậy đó. Không có tình cảm với nhau mới là chuyện lạ. Anh biết không? Khi ở bên Huệ, em có cảm giác như là em muốn che chở cho cô ấy, rồi cũng có cảm giác là được cô ấy bao bọc em Có những lúc cô ấy hồn nhiên như là một đứa con nít Có những lúc cô ấy chững chạc như là một người trưởng thành vậy Hừ. Cô bộ em và cô ấy thương nhau dữ lắm rồi nghe <laughs> Cô ấy gặp vợ anh Hết lời kể về em Còn em thì hết lời ca ngợi cô ấy <laughs> Ủa Nhưng mà Huệ nói gì về em vậy À Có phải Huệ cho em như là một đứa con nít đúng không Cổ mỗi lần gặp em là cổ nói vậy không á Đợi gặp vợ anh đi hỏi dạ ờ à, à, mà không có được giờ anh bây giờ không có để ý tới ba cái chuyện mà căng thẳng này được đâu ờ à, không ấy em qua gặp quê hỏi đi thôi có cái gì thì kể luôn đi anh làm em tò mò quá thật lòng á vợ chồng anh đồng ý để cho hai người đến với nhau và mong cho hai người được hạnh phúc nhưng mà chắc là hơi khó em cũng nghe huệ kể chuyện là anh chị ủng hộ tụi em thật sự là em cảm ơn anh chị nhiều lắm nhưng mà khó khăn á thì chắc chắn là có rồi nhưng mà em tin tình yêu của tụi em sẽ đủ lớn để mà vượt qua tất cả có chừng này anh cần nhắc em nè dạ anh nói đi em nghe nè nếu như không thể yêu nhau được thì em hãy làm cách nào đó để cho chuyện tan vỡ không ảnh hưởng tới huệ vì huệ là người rất nhạy cảm có phải là anh không tin là tụi em sẽ đi cùng nhau cho hết con đường phía trước đúng không anh tin nhưng mà chuyện đời khó đoán lắm nếu có xảy ra như anh nói em tin là em và huệ sẽ đến được với nhau đó ừ. ông uống mấy nước đi rồi tôi báo cho ông nghe một cái tin vui nè à. tin gì tôi à, có ghé tìm ăn của huệ rồi có dùng một số món ăn tôi thấy rất là ngon với lại ừ. cách trình bày đồ ăn cũng rất là đẹp nữa ừ tôi định bụng kỳ này á sẽ dùng một số món ăn ở tiệm của huệ đưa vô tiệm buffet của công ty ừ, hay quá vậy là hay quá nhưng mà nè khoan vội mừng cái đã nhưng mà phải qua một cái buổi gọi là dùng thử thức ăn à. tôi sẽ cử đầu bếp bên công ty của tôi đó rồi huệ sẽ đứng ra huệ sẽ trình bày món ăn như thế nào đó để cho đầu bếp bên công ty tôi họ dùng ừ. thử mà nếu như á họ đồng ý kiến với tôi á cảm thấy món ăn ngon mà vừa ý thì tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng với huệ thôi được vậy thì quá đơn giản cái chuyện mà nấu cho đầu bếp ăn á được <laughs> đây là bản đánh giá về những thiệt hại mà cơ quan công an vừa gửi qua cho chúng tôi nó cũng tương đối khớp với những chứng từ bị cháy do công ty thiệt hại vừa gửi qua cho chúng tôi mức độ quả là không nhỏ nếu không chứng minh được đây là sự cố do điện gây ra mà do chủ quan bên phía công ty bảo vệ của các ông gây ra thì công ty bảo hiểm chúng tôi sẽ nhờ công an làm rõ trách nhiệm buộc bên phía các anh phải bồi thường thiệt hại. chào anh, chào anh, mời anh ngồi. À. tôi vừa làm việc với bên công ty bảo vệ, anh cũng nên đọc lại những gì công ty bảo hiểm của chúng tôi đã gửi cho anh. các anh đó. Làm sao thì làm Một bên là bảo hiểm Còn bên đây là bảo vệ Phối hợp đi Rồi tính toán thiệt hại cho công ty của tôi Việc này không gấp được đâu anh Phải chờ kết quả điều tra Của công an Mới có thể quy trách nhiệm được Không gấp là sao Mấy anh có biết là giấy tờ này rất quan trọng không Nếu mà không á Tôi thuê cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp này chi Để bây giờ Mang quả vào thân rồi nè Anh hãy bình tĩnh Chuyện đâu còn có đó Chúng tôi hứa sẽ tích cực phối hợp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Thật sự nếu mà lỗi do đội ngũ công ty bảo vệ chúng tôi gây ra, chúng tôi hứa sẽ đứng ra giải quyết hậu quả. Vậy là lỗi của ai? Chẳng lẽ lỗi là của tôi gây ra? Vậy đó mà nói bình tĩnh. Anh á có mất gì đâu á mà bình tĩnh? Dạ có chứ anh. Mất danh dự là cái mất lớn à, nhất đó. Chào chị. Cô này là ai? À đây là chào vợ anh. tôi, cũng là giám đốc của công ty bảo vệ đó anh. Chào cô. Dạ chào anh. Vậy á mấy người á lo giữ danh dự của mình đi nha Sắp mất rồi đó Tôi cũng đang cố làm điều mà anh nói đây Khoan đã Xin anh cho tôi vài phút Tôi có chuyện muốn nói Tôi bận nhiều việc lắm Tôi cho cô 5 phút đó Chắc không nhiều thời gian nhanh anh vừa cho đâu Anh à um, Anh gọi cô Minh với cậu Huy vô phòng kỹ thuật giùm em nha ừ. Dạ xin mời hai anh Qua bên phòng kỹ thuật Chỉ vài phút thôi Mời Mời anh Vậy là đầy đủ hết rồi. Chúng ta làm việc nha. Anh Thanh à, mở file lên giùm tôi đi. Cho tôi hỏi, đây có phải là hình ảnh của công ty anh không? Ừ, đúng đó. Thì sao? Cảm ơn anh, công ty đẹp lắm. Cô Minh à, dạ. cô nhận ca vào lúc mấy giờ? Dạ, 19 giờ. Ừ. Anh tôi cho tôi đến 19.05. Đây có phải là hình ảnh của cô không? Dạ phải thưa sếp ạ à. cậu quy à cậu phân công bao nhiêu người trực ca này vậy dạ chỉ mình cô minh tại sao tại sao chỉ phân công một mình cô minh trong khi cô ấy là nữ cậu thừa biết là cô ấy sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được mà dạ bản phân công em có đưa cho anh tài ký anh tài thấy không được thì có ý kiến chứ làm sao em biết được à, té ra đây là lỗi của anh tài hả thôi đi đây là chuyện nội bộ của mấy người tự mà giải quyết đi mắc mớ gì tới tôi đâu mà bắt tôi ngồi nghe Xin lỗi anh, nhưng tôi cũng cần phải xác nhận rõ ràng với nhân viên của mình trước khi làm việc với anh. Anh chạy giùm chút xíu nữa. Anh Thanh, tôi giùm tới 0338. Zoom lên góc phải màn hình giùm tôi. Trên màn hình mọi người cũng thấy đó, có một chiếc giày xuất hiện ở cuối hành lang. Như vậy trong thời điểm này, không phải chỉ có một mình cô Minh ở đây, mà còn có thêm một người nữa chiếc giày đó của ai á thì chỉ có một người đó biết nhưng người đó xuất hiện ở đây làm gì thì tôi nghĩ là tất cả mọi người đều đã đoán ra được có thể nhận thấy đây là loại dài của đàn ông khổ dài dành cho người cao to và theo hình ảnh hiện trên màn hình thì tôi thấy rất giống đôi giày mà anh giám đốc đang mang cô muốn ám chỉ điều gì mà cô nói như vậy cô á đừng có nói như vậy để vu khống người khác nghe chưa anh cứ bình tĩnh đã sự việc cụ thể thế nào á Thì phòng kỹ thuật hình sự bên công an họ sẽ làm rõ Cô muốn nói gì cô nói thẳng ra đi Thật ra tôi có thể giải quyết mọi chuyện ngay từ đầu Nhưng tôi vẫn muốn gặp anh Để nói chuyện giữa hai bên Nếu như anh vẫn cương quyết Thì tôi buộc lòng phải đưa sự việc này ra công lý Lúc đó anh sẽ thấy sức mạnh của công lý là thế nào Anh có thể tự chọn đi Cậu Huy à, dạ. hãy vì những lời hứa trước khi vào ngành này Nói cho tôi biết Anh Thanh, tôi cho tôi lên 0338 Đó có phải là hình ảnh của cậu không? Chị, sao chị lại nói vậy? Tôi không nói Mà là chính vợ cậu đã nói cho tôi biết Cô ấy nói đang rất cần tiền lo cho con bị bệnh nặng Nhưng không muốn cậu dính vào dòng lao lý Và càng không muốn cậu bị mất danh dự tôi xin lỗi <laughs> sao rồi Dù sao thép lần này em tính sao rồi anh đoán ý của thằng hùng á nó quyết tâm bỏ em rồi đó anh có vẻ đắc ý với chuyện này quá ha em nghĩ sao cũng được tùy em nè anh có thấy thằng đàn ông nào xa được em khi mà em chưa cho phép không? Mà nè, đổi lại loại xi măng tốt hơn chưa? Xi măng cũ tệ lắm đó. Anh nghĩ số hàng đó vẫn còn dùng được. Ai ngờ nó lại tệ như vậy. Với số lượng nhiều như vậy, khó ai phát hiện ra lắm. Nhưng mà ai ngờ. Anh ẩu quá. Anh phải nhớ là công ty không chỉ có mình anh Hùng. Còn rất là nhiều người khác nữa. Em không thể nào ngủ hết tất cả mọi người trong công ty để bưng bít chuyện xi măng kém chất lượng. Nguyên đoạn mua xi măng rẻ tiền. Về thay bao bì, đã ăn được bao nhiêu tiền rồi Đừng có dùng cái loại xi măng hết đát đó nữa Thà mấy bao xi măng hết đát đó Chỉ có bể mánh thôi Rồi bây giờ em tính sao Em có cách gì để giải quyết không Anh đã nhập rất là nhiều sắt thép về rồi Nếu mà không đẩy đi được á Ôm cả đời ăn số sắt rỉ đó cũng không bao giờ hết được <laughs> Cách thì có Nhưng mà để coi Anh có ngoan không đã Nè Của anh có khác gì của em đâu mà tính toán dữ vậy Lại dùng chiêu cũ Nghe hoài chán lắm anh có thấy trong chuyện cổ tích, có nhân vật nào mà đi nghe lời quỷ không? Lại là quỷ lùng như anh. Nữa, quỷ lùng, quỷ lùng, quỷ lùng ngoài là anh giận luôn á. Làm cái mặt giận thấy ghét không? Xấu mà là màu nữa. Anh sang tên căn hộ cho em sớm đi, rồi em tính tiếp vụ này. Lại chuyện đó nữa, anh đã nói bữa trước rồi. Để từ từ, cho bà vợ của anh quên lãng đi rồi mới tính được em. Hả? Đúng là, ăn của người lùng có một khúc như anh á, phải trầy da tróc dãy á. Con bé ở ngoài thương bên công ty em Anh thấy cô bộ nó cứng lắm đó Bà có 55% cổ phần trong công ty Tiền của bà, bà phải cứng là đúng rồi Vậy thì thằng Hùng bao nhiêu phần trăm trong đó vậy em? Ừ, hình như là 15 á Mà sao anh hỏi về chuyện Hùng dữ vậy? Đừng có tính diễn dở ghen tuôn sướt mướt ở đây nha <laughs> Dường như em yêu Hùng đúng không? Em yêu tiền Chỉ có tiền là em yêu thôi Em nè Nếu mình gặp nhau trong hoàn cảnh khác á Anh không có tiền anh không có cơ nghiệp kinh doanh gì hết mình có đến với nhau đụng em anh mơ mộng xì tin quá đó em đã qua rồi cái thời ô mai me sáu ngâm đường rồi anh ơi cuộc đời cũng cần những phút giây xì tin lố như vậy đó em à <laughs> xì tin quá lố má của em đã chịu chuyện của chúng ta chưa má cũng vậy à sao chuyện đó không nói với em một lời không ăn chung với em Ban ngày thì má nằm trong phòng Còn ban đêm thì ra tiệm khi em đã về Rồi Vậy thì mình phải làm gì tiếp theo Em cũng không biết nữa Đợi thêm một thời gian nữa Em lại nói chuyện với má xem sao Quậy Muốn nghe tin vui không Tin gì vậy Nhưng mà trước khi anh nói tin vui cho em nghe Em phải kể cho anh biết là Em đã nói gì về anh cho chị Mai Cũng trả giá với em nữa à? Không nói Không nói hả Không Là anh cũng không kể luôn chỉ còn cách đó nữa thôi giờ không kể phải không ừ. thì thôi em đâu cần nghe bộ không muốn nghe luôn hả ừ. chuyện liên quan tới em á ông thao ông muốn hợp tác ông muốn mua đồ ăn ở tiệm em với số lượng cao á không nghe là khỏi nói luôn <laughs> thì không vậy sao không giờ trúng kế em rồi đó nãy giờ anh nói rồi còn gì nữa nói gì đâu mà nói trời ơi chứ nãy giờ anh nói cái gì thì nói ông thao muốn mua đồ ăn với số lượng cao <laughs> rồi ngoài chuyện đó ra còn gì không? hết hết rồi phải không ừ anh à, nói hết rồi còn gì mệt ghê luôn trời ừ. ơi anh á đúng là con nít thiệt á à, bây giờ em đang nghĩ nè lúc lấy nhau về rồi đó em phải trở thành cô giáo của anh cô nuôi về trẻ hả nói gì ạ à? thiệt Kì đó phục. không cái đó là em nói với chị mai biết đó nói với chị mai còn quá hơn nói với anh nữa <laughs> khỏi nói chuyện với em luôn giận em luôn không thèm nhìn mặt luôn giờ không nhìn mặt phải không ừ rồi để người ta ngồi không thèm kêu người ta quay lại luôn á ngồi vậy hoài luôn chịu được hả trời bỏ đi thiệt vậy luôn á hả quế bà đây bạn ứng của ta tốt mà sao đâu wow ngon lắm sao món ăn thấy được không em thấy được ok <laughs> chúc mừng huệ nha huệ chính thức trở thành đối tác của công ty rồi đó cảm ơn anh chúc mừng dũng cảm ơn nhiều cảm ơn. Ừ. Ừ, trời. Yeah! <laughs> chúc mừng em anh nè à, cái cái đà này không bao lâu em sẽ mở thêm một quán nữa à bán sau này em sẽ bán ốc vậy em tới đăng ốc Gì hả lúc đó nhớ kêu anh qua phụ nha thôi đi anh hả qua chỉ tội dướng chân em vừa phải bán hàng vừa phải trông trẻ hả trời ơi sao dám nói chồng tương lai của mình như vậy chứ còn gì nữa đừng có nít làm gì vậy tức quá à. mà đẹp đô cho em 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 ừ? mình vô kia nha vô đâu vậy thì cái vô thì biết quá wow. <laughs> đẹp Nên quá chị sao? được không anh 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 nhìn chị Ủa. sao đẹp hôn anh sao? được không anh à, nhìn hả? chị đẹp hôn à, đẹp đẹp quá đẹp luôn đẹp gì mà đẹp em thấy kỳ kỳ sao á chẳng lẽ ngày cưới mặc bộ đồ màu da dạ không sao đâu chị bây giờ chứ đâu phải như ngày xưa đâu ngày cưới mình mà mặc màu nào cũng được mà em à. thấy chị mặc màu này cũng đẹp lắm em. á còn bộ nào mới hơn nữa không dạ có anh ở shop em á mới vừa nhập về một bộ sưu tập từ Thái Lan, để ừ. em lấy cho anh chị coi nha. Vô 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 lấy đi. Khôi, khôi. Em vô lấy đi. Thôi, trời ơi chưa đám cưới tự nhiên mua đồ cưới là sao? Không sao. Cứ đi vô lấy đi rồi ra đây thử. Ừ. Dạ, à. em lấy ra thì chị có coi qua, được thì chị lấy, không có sao hết. Ừ. ừ. em đi lấy đi. Anh. Trời à. tự nhiên à. Trời có gì đâu mà tự nhiên, thử đi cứ thử đi. Nhưng Mất mà chưa. Gì đâu. Dạ không sao Em cứ đâu đi, đi lấy đi. Em lấy cho. Dạ. Trời ơi thôi mà. Wow. Được không? Cái giọng đâu bò quá. <laughs> màu này nổi nè. Thôi, màu này nổi nhưng mà, đẹp. Nhưng mà em không có thích màu đỏ. Không thích màu đỏ hả? Anh thấy có cái này đẹp nè. Thôi, em không chịu đâu. Thôi, thử bộ cuối, màu khác. Bộ nữ, màu trắng hả? nha. Màu trắng ừ, phải không? Ừ, đúng rồi. <laughs> Wow. đẹp lắm đó chị cái bộ này chắc chắn là cái bộ này dạ. rồi dạ anh chị quá có lấy đẹp bộ này không à lấy bộ này hả dạ anh có khùng không vậy mua làm gì phải mua em không biết gì hết trơn những cái bộ đẹp á nhiều người thích lắm mình đợi tới lúc cưới á rồi mình mới mướn á thì người ta mướn hết rồi còn đâu cho mình mướn đúng không bởi vậy là mình phải mua đứt trời ơi ai bị điên rồi chắc vậy em thích bộ này đâu tự nhiên mua là sao em cũng thích bộ này à mua thêm một bộ em thích nữa hả hai bộ luôn trời ơi bộ mà anh thích á là em mặc cho anh coi thôi còn cái bộ mà em thích á là em mặc trong cái ngày làm đám cưới nè anh nghĩ sao vậy ai mà đi mua hai bộ đầm cưới liền một lúc như vậy trời ơi dạ dạ anh chị có lấy bộ này không à không. lấy chứ lấy chứ Ủa? hai bộ có bao nhiêu tiền đâu dạ hay quá dạ cửa hàng em á đang có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua một bộ đồ cưới á, thì sẽ được tặng cho những cô dâu và chú rể miễn phí à và dạ, được tặng một bó hoa tươi nữa Ừ, nhưng mà tụi tôi chưa đám cưới liền đâu. Dạ chị ơi, um, chương trình khuyến mãi này tới hết năm nay lận cho nên nội trong năm anh chị cưới ngày nào cũng được à, nhé. Đó anh thấy chưa? Nghe em nói nè. Hay là mình đừng có mua nữa, Chứ mình đâu có biết ngày cưới là ngày nào đâu. Em không có nghe cậu nói hả? Chương trình này là tới nguyên một năm, không lẽ từ giờ tới cuối năm là mình không làm đám cưới đúng không? À, sao chuyện gì anh không nói được vậy hả? Lại, 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 <laughs> lấy 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 cái gì? Lấy. anh lầy quá. Không có cãi. Nhưng mà bộ này đẹp.

cho má xin ly nước Dạ Ba chờ con chút Con mời má Cảm ơn con Quẹ à Dạ Má có chuyện muốn nói với con Dạ ba có chuyện gì nói với con vậy má đồng ý cho con kết hôn với cậu dũng má má mới nói gì hả má má đồng ý cho con kết hôn với cậu dũng má con cảm ơn má con cảm ơn má đã hiểu cho tụi con nhưng má có điều kiện với con điều kiện gì vậy má con cho phép má đem thằng hoàng với trò cốt của thằng Bảo về quê Má giờ đó là con trai của con Trò cốt của chồng con mà má Sao Sẽ không còn là chồng con Khi con bước đi bước nữa Còn thằng Hoàng về quê ở với má Là hợp lý Dễ cho nó Mà cũng dễ cho cả con nữa Con cứ nghĩ đi Lấy cậu Dũng thì kiểu gì thì con cũng phải sinh thêm con lúc đó thì con riêng con chung khó sống lắm với hơn nữa là con lấy cậu dũng rồi thì cái chuyện thờ cúng của thằng bảo cũng không được nữa cho nên quyết định của má là đúng đắn má ba. ba biết hoàng là cả cuộc sống của con mà má mà mang thằng nhỏ đi làm sao con có thể sống yên tâm với người ta được còn chuyện mang tro cốt của anh bảo về quê chẳng khác nào Mà nói với thiên hạ con là đứa chẳng ra gì theo trai bỏ cái việc thờ cúng chồng hả má còn còn nghĩ sao thì tùy con Mà chỉ nói con biết trước ý của má là vậy đó Dạ cô chào bác Ồ Hơn mới quà chơi hả con Dạ Thì mình vào này buôn bán được không bác Được chứ Khách hàng đông lắm á <laughs> Người ta ăn ngon Cái người ta giới thiệu nhau Cái người ta đặt hàng Trời ơi đem không kịp cho con ơi <laughs> Vậy thì hay quá ừ. Bác Có gì cho con phụ không Thôi 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 Qua ghế ngồi Bác lấy bánh bác mới làm cho con ăn Con ăn con nếm thử Con cho ý kiến Ha. bánh hả ừ. dạ rồi <laughs> ừ có con qua mừng quá thử cái món này coi bác làm ra làm sao <laughs> đây chà dạ. nhìn là thấy hấp dẫn thấy ngon rồi đó ừ nè dạ con cảm ừ. ơn Ăn à, nước mắm hả ba? Ừ, con chấm nước mắm Sao? Ừ. Sao? Trời đất ừ. ơi ừ. Ừ. Cái bột nó vừa bùi vừa thơm ừ. ừ. Bác làm nhân rất mỏng đúng không? Đúng rồi <cười> <cười> Đúng là chủ tiệm Ăn cái là biết liền á Có người ăn không có để ý đâu Dạ bánh đã ngon rồi để thử miếng nước mắm coi trời ơi nước mắm nó vừa ăn quá <laughs> bởi vậy cái khách nào cũng như con á chắc bác phải làm thiệt nhiều nước mắm à <laughs> hơn à dạ cái chuyện bữa trước á bỏ qua cho bác nha con với huệ đã gặp nhau và nói rõ chuyện đó rồi bữa nay con qua đây á trước là thăm bác sau đó muốn nói với bác chuyện này để bác được ai nái vì con nghe ba con nói là bác vẫn còn ái nái về chuyện này con nói ra được câu đó rồi bác thấy nhẹ lòng <laughs> đúng là mấy bữa nay bác ái nái chuyện này lắm con thấy thần sắc của bác không được tốt lắm bác đang bị bệnh hả ủa con thấy vậy hả dạ có bệnh hoạn gì đâu tại vì à, làm thì nó cũng cũng bận rộn nhưng quan trọng là vì cái chuyện đó bác cũng ít ngủ có gì đâu mà hớn à dạ bữa trước á con với Huệ gặp nhau Nói chuyện có lâu không? Dạ cũng đủ lâu Để tụi con có thể chia sẻ những khúc mắc với nhau Chắc là nó Nói với con á Bác không hiểu nhiều về nó đúng không? Dạ không không Huệ không có nói với con như vậy Thật ra cô ấy rất là thương bác Cô ấy nói với con là Cô ấy coi bác như mẹ ruột của cô ấy Chứ không phải là má chồng Vậy hả? Nó nói với con vậy hả? Dạ Bác thì cũng thương con Huệ như con gái của bác vậy đó bởi vì gia đình nó có một người anh sống ở Mỹ. Mười năm rồi, hai anh em không có liên lạc với nhau. Tính kỹ ra thì Huệ cũng không còn ai thân thích. Ngoài bác với con của nó là thằng Hoàng. Bác, con xin phép bác nói với bác mấy câu này. Bác đừng trách con nhiều chuyện nha. Trời đất ơi, bữa nay bị đặt khách sáo nữa ta. <cười> <cười> Thiệt tình là bác coi con như người nhà rồi, cho nên có chuyện gì thì con cứ nói với bác đi rào trước đón sau làm gì con thấy là mọi chuyện nên để theo tự nhiên đi cho dù là bác có không đồng ý đi chăng nữa thì chưa chắc gì huệ với dũng đến với nhau dễ dàng được huệ chắc là cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định đến với dũng nó nhờ con qua đây để nói với bác điều đó phải không dạ không không con thấy là bác với huệ đang rất là mệt mỏi về cái chuyện này cho ừ. nên con nói vậy thôi đi anh sẽ gấp kìa một con À. mệt không chơi nữa bộ hôm nay có chuyện gì giấu anh hả hay là mình đi ăn cái gì đi đói bụng quá à thôi về nhà đi em nấu món gì rồi mang qua cho anh ăn thôi về nhà ăn chán lắm hay là bà đi ăn đồ biển đi hả ủa anh mình đi đâu vậy em nghĩ đi có cho nào ăn hay sản tươi không đừng có nói anh định đi vũng tàu nha à đúng trời ơi sao nói sớm cho em biết hả nói trước em biết làm gì để mang bikini đi, đi tắm biển hả à, không. <cười> <cười> bữa <laughs> thứ nào cái này đi em Mỗi gì lựa đi chị để tôi lấy đổ cho chị nghe cầm lên nó kẹp không thì cầm cái đầu của nó đó không có sao đâu Còn này được không ừ, cũng được tôi dễ mà <laughs> đây chị Chính chưa thơm quá hả Chính kỹ chưa vậy Bao quá à, Ừ. Ngọt lắm em Nè à, Nè Thấy chưa Đồ tươi là có khác ha Để mấy con tôm này về cho máy với lại bé Hoàng chắc thích lắm ha Ngon ừ. mình đã nói là không bao giờ giấu nhau chuyện gì mà em có chuyện gì khó nói với anh hả giờ em cũng không biết tính làm sao nữa em không thể mất bế hoàng mà cũng không thể để cho má đem cho cứu của anh bảo về quê nữa vậy là em sẽ chịu mất anh em đã nói như sao em đã nói là cho dù khó khăn đi nữa em cũng không bao giờ buông tay anh mà em sẽ mạnh mẽ cùng anh đi đến cuối con đường vậy mà mới đục vô một chút khó khăn em đã muốn từ bỏ anh sao không lẽ tình yêu của anh với em chỉ đáng như vậy thôi hả anh à em đang bị rối lắm anh đừng có nói lung tung nữa làm cho em rối thêm đi nè mà em nói thiệt á sao anh không yêu ai khác lại yêu em chi vậy để cho cuộc sống của em với anh á rắc rối thêm nữa có gì đâu mà rắc rối mình chỉ cần quyết tâm là được hết bây giờ mình phải làm sao hả anh em không thể nào vì yêu anh mà để má mang con của em đi được hay mình bỏ trốn đi bỏ đi luôn bây giờ mình đi đâu mà xa thiệt là xa không ai biết mình là ai á chừng nào có con rồi mình quay về trời đất ơi anh sao lúc nào cũng vậy em đâu phải là con nít đâu đâu phải là thiếu nữ đâu đằng sau em á còn có con trai em rồi má chồng em nữa em không thể nào hành động như vậy được bà em nói thiệt nha tại sao vậy tại sao những lúc khó khăn sóng gió đàn ông các anh á, cứ nghĩ chuyện bỏ đi vậy bỏ đi rồi bỏ mặt tình cảm như vậy như vậy là chứng tỏ sự mạnh mẽ của các anh sao Vậy thì giờ em muốn sao Như thế này cũng không được Như thế kia cũng không xong Em đừng có nói là chia tay nha Bây giờ điều đó là không thể nào xảy ra được đâu Em nghĩ là phải có cách gì đó thôi Chỉ là nhất thời Lúc này em chưa nghĩ ra thôi Bây giờ mình cần phải có thêm thời gian chứ Cần bỏ lâu Ba tháng, bốn tháng Hay là nhiều năm Không lẽ cứ để dây dưa như vậy hoài Chừng nào mình mới kết hôn được Em tin là sẽ có cách thuyết phục được má em mà nhưng mà sau này lúc cưới nhau về anh bỏ cái tật đụng chuyện là bỏ đi nghe chưa mỗi ngày qua tâm sự chuyện của cô huệ <laughs>